bao ngày mẹ sống, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tự giác và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ai, con biết không? Mẹ yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan lòng trong nỗi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui. Giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vùng về con nói cô mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ai, con biết không? Mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày đầu đến lớp mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp dần dần con quen, bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thơ, xót xa tìm mẹ biết bao. Thơ con trôi qua rất mau, ước chi con mẹ mai sau sẽ thành con. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày, mẹ con hồn nhiên bên dáng mẹ. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ.
Vâng, thưa quý vị, thật sự là Khang rất là xúc động khi nghe ca khúc này. Bây giờ đây thì để cho quý vị có thời gian chấm điểm, 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo, thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng làm quen với lại 6 bạn nhỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai đứng ở vị trí số 1, mặc áo dài rất là dễ thương. Xin chào con. Dạ, con chào chú. Con giới thiệu cho mọi người đôi nét về mình, con tên gì, con đến từ đâu? Dạ, lời đầu tiên con xin gửi đến là các quý vị ban giám khảo, các quý vị ban tổ chức và các quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Nhật Minh và năm nay con 12 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thế thì ước mơ của con trong tương lai là con muốn làm gì? Dạ, ước mơ của con là làm ca sĩ ạ. Ca sĩ đúng không? Dạ. Thế thì cho chú hỏi là mẹ có vai trò quan trọng như thế nào, mẹ ảnh hưởng như thế nào với cuộc đời của con? Con không thể nào mà kiếm được người mẹ thứ hai. Mẹ con luôn có mặt trong luật cuộc đời của con. Và con có một điều ước là con và mẹ của con sẽ sống mãi bên nhau trọn đời. Rất là xúc động đúng không ạ? Con là cái người mà gây được cái cảm xúc cho chú khi mà con hát nghe cái câu đầu tiên. Con hát rất là cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chàng trai này. Thì có lẽ là quý vị không còn xa lạ gì. Tại vì chú Khang đã gặp con chắc nguyên một mùa luôn rồi. Cho nên nhưng mà hôm nay chú thấy con cao lớn hơn, nhổ giò hơn rất là nhiều. Con giới thiệu về mình đi Vĩnh. Con xin chào ba vị ban giám khảo ạ. Và con xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Nguyễn Đức Vĩnh. Hiện nay con là học sinh lớp 8 ạ. Đức Vĩnh, con quê của con ở đâu Vĩnh? Quê của con ở Bắc Ninh ạ. Thưa quý vị, đây là cậu bé đến từ Bắc Ninh. Và có một niềm đam mê rất là đặc biệt đối với quan họ. Đúng không con? Và nếu mà chú nhớ không lầm thì mẹ con là người đã luôn đồng hành cùng với con để con có thể tập hát và hát được quan họ Bắc Ninh. Thì hôm nay thì có một điều là cậu bé này đã lớn hơn rất là nhiều, cho nên là cũng đã bị vỡ giọng. Cái giọng nó cũng khác ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà không biết là chú có thể mời Vĩnh hát một đoạn dân gian đương đại cũng được. Con xin hát gửi đến mọi người một ca khúc dân ca đương đại mang tên Ngậu Hương Sông Hồng ạ. Tôi ôm con sao bé bỏng của tôi lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu theo cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng và gió. Cô sống sương sương bọt gió, cô sĩ thương ai lội sông tìm ai. Đây là chàng trai mà đã lấy nước mắt của tôi ít nhất 2 lần khi mà trên sân khấu để nghe phần thể hiện của bạn. Và hôm nay thì gặp lại con, chú rất là vui chào đón con đến với chương trình Người Hát Tình Ca. Và chắc chắn là mẹ của con cũng rất là hạnh phúc với những gì mà con đã cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn con. Và đây là một cậu bé mà có lẽ là chú cũng rất là ngưỡng mộ con vì cái sự hiếu thảo của mình. Con có thể giới thiệu mọi người đôi nét, con tên gì và đến từ đâu không? Dạ, con xin kính chào ba vị ban giám khảo và toàn thể các khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Minh Nhật và năm nay con 15 tuổi. Nhật có thể cho mọi người biết là ước mơ của con là con làm gì và mẹ của con có vai trò quan trọng như thế nào với cuộc đời của con không? Dạ, ước mơ của con là trở thành một ca sĩ và có thể thay thuận đều được bình an. Vâng, thưa quý vị, ba của cậu bé này đi chạy xe ôm và chàng trai này thì khi tham gia một cái cuộc thi thì ước mơ là sẽ có được tiền để mỗi ngày chạy thần cho mẹ. Thì cái câu chuyện của bạn thì nó cũng thật sự là rất là xúc động. Mà khi mà cá nhân của Nguyên Khang khi đọc cái bài viết về bạn và biết bạn tham gia một cuộc thi âm nhạc trước đó thì đã rất là cảm động. Và ngày hôm nay thì
chào đón con đến với chương trình của Người Hát Tình Ca. Và chắc chắn một trong những cái điều khiến chú cũng rơi nước mắt là tại vì hôm nay con là một trong những người đã mang đến cái cảm xúc cho chú rất là mạnh với ca khúc về mẹ như thế này. Cảm ơn con rất nhiều. Xin chào con. Dạ, con chào chú. Con giới thiệu Modenex với mọi người, con tên gì đi? Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin gửi đến quý ban giám khảo, quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Phương Trúc, năm nay con 13 tuổi. Ước mơ của con là gì? Dạ, ước mơ của con là được trở thành ca sĩ. Người mẹ có những cái kỷ niệm nào gắn bó với con như thế nào trong cuộc sống? Dạ, mẹ là, đối với con, mẹ là người quan trọng nhất. Tại vì mẹ luôn ủng hộ con trong con đường âm nhạc. Và mẹ luôn bên cạnh hỗ trợ. Và mẹ rất là quan trọng đối với con. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ. Xin cảm ơn con. Đây là cô bé mà có thể nói là cái mái tóc dài của bạn ấy là có điểm rất là thu hút với Nguyên Khang. Chào con. Dạ, con chào chú ạ. Con giới thiệu cho mọi người đôi nét về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho con cái kính gửi đến quý vị ban giám khảo và các quý vị khán giả ạ. Dạ, con tên là Trần Châu Kim Anh và năm nay con 13 tuổi ạ. Con 13 tuổi đúng không? Kim Anh, hôm nay thì khi mà con hát ca khúc Cảm Xúc, Nhật Ký Của Mẹ thì cái điều gì con suy nghĩ về mẹ của mình? Dạ, đối với con thì mẹ là người quan trọng nhất đó đấy con. Và mẹ là người đã sinh con ra. Và con rất là thương mẹ con. Và mẹ con lúc nào cũng phải dành dụm tiết kiệm này nọ để mua đồ đẹp cho con hoặc là... Và lo cho con ăn học đúng không? Đến nơi đến chốn đúng không? Thật ra người mẹ nào trong cuộc sống thì cũng mong con mình những cái điều tốt nhất. Và hôm nay con hát ca khúc về mẹ cũng rất là cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Và đây là một cô bé mà có thể thấy là trong phần trình bày vừa rồi, cô bé rất là giản dị. Chào con giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, lời nói đầu tiên, con tên là Nguyễn Phản Ngọc Giàu. Con xin kính chào ba vị ban giám khảo và quý vị khán giả đang xem ở đây và đang xem trên màn ảnh nhỏ ạ. Con tên là Nguyễn Phản Ngọc Giàu, năm nay con 11 tuổi ạ. Con có biết là một trong cái những điều đặc biệt của con là gì không? Là giọng nói với giọng hát của con khác biệt nhau. Hồi nãy con hát giọng khác và con nói bằng giọng rất là đáng yêu. Con có thể cho mọi người biết cái cảm xúc của con khi mà hôm nay con hát ca khúc Nhật Ký Của Mẹ không? Cảm xúc của con là khi con hát những câu đó thì trong lòng con nó rất là thương mẹ, bởi vì là mẹ là người luôn luôn ủng hộ con trong tất cả các công việc con làm. Như là khi mà con đi học về á, con được điểm cao thì mẹ cũng rất là vui. Nhưng mà khi con đi học về mà điểm không được như mong đợi con á, thì mẹ con cũng cố gắng ủng hộ con. Và con suy nghĩ đến những lúc đó con cảm thấy rất là thương mẹ, bởi vì mẹ luôn luôn ủng hộ con. Mặc dù con có làm việc gì sai đi chăng nữa thì con vẫn là con của mẹ. Và mẹ luôn tận tình giải thích cho con là cái đó như là như thế nào, và cái đó có tốt cho mình hay không. Và mẹ luôn chỉ con lại những thứ con sai. Cảm ơn con rất là nhiều. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa làm quen với lại 6 bạn nhỏ trên sân khấu này. Và lúc này đây chúng tôi xin mời những cái chia sẻ từ phía ba vị giám khảo đang có mặt trên hàng ghế của mình. Thôi cho con xin phép, khi mà nghe bài hát này thì chú thấy các con mỗi người có một cách kể và hát về mẹ một cách khác nhau. Bạn Minh Nhật có một giọng hát già dặn hơn và rất là dày. Khi nghe thì chú cảm thấy cái tình cảm của con dành cho mẹ rất là nặng, rất sâu, rất đậm. Giọng ca của con cứ giữ cái nét như thế này thì chú bảo đảm với con là con sẽ trở thành một ca sĩ và sẽ rất là thành công. Cảm ơn chú. Và bạn Đức Vĩnh, có thể là vì em đang bị bể giọng phải không? Cho nên là có những cái đoạn mà khi mà xuống thấp chú cảm thấy là con nó hơi chân vân một chút. Nhưng đến cái đoạn mà lên cao một chút chú mới thấy được cái bé Đức Vĩnh ngày xưa đó, rất là dễ thương. Còn bạn Nhật Minh thì giọng rất là nội lực nha con. Con hát rất là khỏe. Cách hát của con thì chú cảm thấy là nếu mà con hát về mẹ mà con hát nhẹ nhẹ một chút xíu lên thì nó sẽ hay hơn. Còn ba cô gái, chao ơi tao nói nó dễ thương chi mô. Ba cô gái con nhìn cho cô nói đi. Rồi, cảm ơn Hà. Thế này, để cô Ý Lan nói về Ngọc Dầu trước nha. Ngọc Dầu, tiếng hát của con thì nó rõng rạc và nó sáng rất là tốt. Nhưng mà khi mà cái đoạn mà con bước xuống để con hát ở dưới này đó, con đi như là model. Con đi những cái bước đi rất là đẹp mà có chuẩn bị. Cho nên cô khen con
là con đã chuẩn bị cho phần trình diễn của mình rất là kỹ lưỡng. Cảm ơn con với tất cả cái tình thương dạt dào con đặt vào từng câu hát của bài hát này. Dạ con cảm ơn cô ạ. Đáng lý là phải cháu cảm ơn bà thì đúng. Dạ. Thôi không sao đâu, không sao. Lâu lâu cho bà trẻ chút xíu thì cũng được, không sao. Giờ bây giờ cô nói đến Kim Anh. Kim Anh lúc nãy nói bao nhiêu tuổi cưng ha? Dạ con 13 tuổi ạ. Cô yêu cái tuổi 13 của Kim Anh. Bởi vì khi Kim Anh hát, Kim Anh cho cô tất cả những cảm xúc cao độ nhất. Trong 6 thí sinh ngày hôm nay, khi mà Kim Anh cất tiếng hát, cái tình cảm mà Kim Anh lột tả qua bài hát này, nó có một phần nào đó sự chín chắn. Cô chúc mừng cho phần trình diễn rất đẹp của con vừa qua. Dạ con cảm ơn cô ạ. Bây giờ mình nói đến Phương Trúc. Thật sự ra cô nghĩ hôm nay đã ba cháu gái của cô rất là đặc biệt, mỗi người một phong cách hát và trình diễn khác nhau. Cô tin rằng là ba con sẽ đứng vững và sẽ đi sâu vào thêm được vòng trong. Xin được cảm ơn danh ca Ý Lan. Và bây giờ xin mời thầy giám thị. Các con quá là tuyệt vời. Nãy giờ ngồi nghỉ hoài, không biết là bạn nào có thể ra đi được. Bởi vì không muốn ai ra đi cả. Ba bạn nữ, ba bạn nam ở đây, ai cũng tuyệt vời hết. Không biết ai sẽ là người chia tay, nhưng mà chắc chắn là người chia tay này, dù là ai chăng nữa, thì cũng sẽ thành công trong tương lai. Chúc mừng các con. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây, chúng tôi đang chờ đợi kết quả tổng điểm từ phía 100 khán giả và ba vị giám khảo. Kết quả của chúng tôi chính là... Thưa quý vị, một điều bất ngờ, một sự phá lệ của ban tổ chức và ban giám khảo của chúng tôi sau khi hội ý là do các thí sinh của chúng ta thể hiện rất xuất sắc, nên chúng tôi đã quyết định sẽ thay đổi điều lệ là sẽ không loại bất kỳ bé nào trong 3 vòng thi đầu tiên. Đây là một điều chưa từng có của chương trình Người Hát Tình Ca 2019 của chúng ta trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sau 3 vòng thi, chúng tôi sẽ chia tay cùng lúc 3 bạn và 3 bạn còn lại sẽ bước vào vòng thi đơn. Như vậy lúc này đây thì chúng tôi không muốn tạo lên áp lực đối với các bạn thí sinh của chúng ta. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng tôi không thể để 6 bạn của chúng ta thi cùng một lúc. Và cho nên là các bạn ở 2 vòng thi tiếp theo cố gắng, bởi vì chúng tôi vẫn tính điểm của tất cả các bạn. Được không ạ? Hãy cho chúng tôi thấy một tràng pháo tay lớn hơn nữa cổ vũ cho các thí sinh. Và bây giờ chúng tôi tin chắc là việc không loại các thí sinh ở vòng thi đầu tiên đã tạo cho các bạn một cái sự nhẹ nhõm hơn, bớt áp lực hơn. Hãy cố gắng thể hiện hay hơn nữa nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Người Hát Tình Ca. Khóc, 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 khóc con ngờ ô.
chúng ta vừa đến với ca khúc Ngựa Ô Thương Nhớ với phần thể hiện của 6 bé trên sân khấu. Một không khí rất sôi động và đã khuấy động được không khí của chúng ta. Và ngay bây giờ đây sẽ là lúc mà 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo sẽ đưa ra những điểm số dành cho những thí sinh. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin được cảm ơn ba giám khảo và 100 khán giả có mặt tại trường quay. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo. Wow, cảm ơn các con rất là nhiều để mang lại không khí vô cùng là sôi động, vô cùng là tuyệt vời. Và chúng rất là phục các con. Các con nhớ bài, nhớ cấu trúc bài. Bài này thật sự nó cũng khá là phức tạp. Để ca sĩ chuyên nghiệp nhớ được khi nào là nảy, khi nào là chuẩn bị kết, khi nào nhấn nốt nào. Thật sự là rất là nhiều cái để nhớ trong bài hát mà còn phải chia câu, rồi còn phải là đợi coi giám khảo nhấn nút coi ai hát nữa. Cho nên thực sự là người lớn cũng gặp khó khăn, chứ đừng có nói là ở tuổi con mười mấy tuổi. Và chú thích nhất là các con ở bài này hình như là qua bài đầu tiên rồi, bài thứ hai mình relax hơn, mình thoải mái hơn rất là nhiều, đưa cá tính của mình vô nhiều hơn, không có ém mình lại như bài đầu nữa. Đặc biệt là chú rất là thích Nhật Minh. Cái phần mà câu intro á, mọi người hát sao cái con áo lên cái gì đó đó, có chút cực kỳ mê con đó luôn. Và con nhảy và con diễn với bạn kế bên này kia nữa. Thôi chú không có nhắc từng người nữa, bởi vì là cả 6 người đều rất là tuyệt vời. Cảm ơn con rất là nhiều. Thì cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Tiếp theo chúng tôi xin mời ca sĩ Vũ Hà. Liệu là đàn ngựa của chúng ta có về đến đích chưa? Cái bài đầu thì các em còn đang rụt rè và hát rất là tình cảm. Nhưng qua tới cái bản thứ hai, ôi chao ơi, nó sung. Thích nhất cái áo. Đó. Với gương mặt hiền hiền, dễ thương giống như là con á cô. Nhưng ở bên trong là nội lực. Đó. Nhìn ngoài bình thường thế thôi, bên trong tao nói... Quá chừng. Hừng hực làm sao. Còn bạn Đức Vĩnh, bạn ấy là người Bắc Ninh, cho nên khi mà hát cái câu và tiếng Bắc nghe rất đã và luyến lấy rất là tốt. Còn bạn Minh Nhật với cái giọng rất già dặn đấy và hát chắc nhịp và đặc biệt là rất là chuẩn. Anh rất là thích cái giọng hát của em. Anh rồi, mới cháu, mới chú rồi giờ anh rồi. Nó loạn hết cả lên rồi. Cũng là cái tên mà hôm nay con với cô nói đấy, sau đây. Đấy, hôm nay tại... nó bảo con là làm 10 năm về trước. Xong bây giờ tôi khổ quá mà. Khi mà ông bước ra, ông tự nhận ông là lớp trưởng của cái lớp đó thì hình dung ra tôi xác định cái vai trò của ông là chỉ hơn các bạn nhỏ có vài tuổi. Cái bây giờ ông xưng loạn danh xưng hô, ông cũng đổ lỗi cho MC. Bởi vì tôi nói MC của chương trình này khổ lắm quý vị ơi, khổ lắm. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời anh là chúng ta đang là đại từ xưng hô là chú hay là anh hay là bé. Thế theo quý vị khán giả thì em nên làm cái gì ạ? Thế anh hay chú? Để anh thôi nhá, anh thôi. Anh khuyên các em nhá, cứ hát như thế, cứ mộc mạc như thế. Còn ba cô gái, ôi giời ơi, con gái thì cô nói đi. Trò này cũng hơi lạ ha. Thật sự ra đó, cô nghĩ rằng là bé Ngọc Dầu, trời ơi, con là cả một cái ánh sáng của cái sân khấu. Con hát rồi con có nhiều năng lượng, mà con hát leo lên cái octave trên luôn. Cho nên cái giọng hát của con nó khỏe mà nó sáng rực. Cô rất thích cái màn trình diễn của con. Cảm ơn con lại thêm một lần nữa cho cô thêm cái sự khó lựa chọn. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ con cảm ơn cô ạ. Và bé Kim Anh, cô gái 13 tuổi của cô, vẫn phong độ đó, vẫn dịu dàng, đẹp. Nhưng trong tiếng hát của con, mỗi một nốt con hát ra, cô nghe được tất cả những kỹ thuật mà con đã có sẵn ở cái độ tuổi của con. Một người ca sĩ lớn tuổi chuyên nghiệp chưa chắc gì đạt được những cái nơi mà con đang đạt đến. Cảm ơn con và cô rất mê phần hát vừa rồi của con. Dạ con cảm ơn cô ạ. Phương Trúc, con cũng thế. Những cái phần trước của con hát tốt. Thế nhưng mà nó không có cho cô được cảm nhận được là con có cái... mạnh dạn trong cái phần trình diễn của con, có cái nội lực trong tiếng hát của con. Nhưng lần này qua bài hát này, cô nhìn thấy rất rõ, lại càng tăng thêm cho cô cũng như ban giám khảo sự khó khăn trong cái việc lựa chọn nữa. Cô chúc mừng con rất là nhiều trong phần trình diễn vừa qua. Dạ con cảm ơn cô. Các con là những người trẻ tuổi mà sao có thể làm được những cái điều
mà tất cả mọi người trong căn phòng này ngày hôm nay phải nói rằng là chúng tôi có một năng lượng và luồng điện rất là mạnh trong phần trình diễn của các con. Xin cảm ơn danh ca Y Lan. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 của Người Hát Tình Ca. Bạn đơn trước cổng ngã nên còn trẻ con từ rừng ra chưa vớt với người rất ham ăn với lại ham chơi. Vội con ơi màu lớn nhanh con đôi ngà to có sức đi khắp miền rừng xa kêu vỗ cho buôn làng của ta. Chú voi con thật là khôn quen theo gì khắp vùng bản đôn đầu gật gù lúc lắc chiếc vòi theo đông đưa theo nhịp trên vui. Ôi con ơi màu lớn nhanh có thân mình to khắp trốn tây nguyên cần nhiều voi góp sức xây buôn làng đẹp trẻ con từ rừng ra chú đến với người rất ham ăn với lại ham chơi. Với con ơi mau lớn nhanh có đôi ngà to có sức đi khắp miền rừng xa kéo vô cho buôn làng của ta. Với con ơi mau lớn nhanh có đôi ngà to có sức đi khắp miền rừng xa kéo vô cho buôn làng của ta. Do cha, do anh, do em. Ý mà chú thấy hình như thiếu do mẹ đúng không? Sao do mẹ đâu con? Do mẹ đâu? Có bạn nào biết không? À, do mẹ ở đây. À, do mẹ ở đây để nhún nhảy đúng không? Rất là đáng yêu. Cái bài này á, không biết là cái phiên bản này nó mới hay sao mà anh Dũng có thấy khác không? Tại vì cái khúc đầu á thì em nghe rất là quen. Nhưng mà cái khúc sau hình như là nó hơi thay đổi đúng không? Hơi có một cái biến tấu đúng không? Thưa quý vị, theo như Nguyên Khang vừa được nhạc sĩ Vũ Quốc Việt Alo thông báo thì anh đã viết thêm cái phần thứ hai cho cái bài Chú Voi Con ở Bản Đôn. Nên đó là lý do tại sao mà Nguyên Khang nghe rất là lạ. Nhưng mà hay. Dạ, rất hay đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà chú Voi sau một thời gian sống ở Bản Đôn quen với mọi người thì chú đã viết tiếp câu chuyện của mình ở phần 2. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Rồi mời các con chúng ta về chỗ của mình. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo và 100 khán giả có mặt tại trường quay dành cho 6 cái chú voi con ở thành phố Hồ Chí Minh này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được mời voi anh. Voi đây, voi anh đây. Mời voi anh nhận xét cho đàn voi em. Nói thật luôn, ba con voi nam và ba con voi nữ. Anh ơi, voi đực chứ. Vâng. Voi đực, voi cái. Ba con voi đực ơi. Mấy em hát mà anh cứ tưởng tượng là mấy em rủ cả voi mẹ. Voi anh. Voi... voi giám thị. Voi giám thị. Voi giám thị. Lên rừng. Và đặc biệt là khi anh thích nhất là cái đoạn khi mà phía được chú Vũ Quốc Việt viết lại và khi được biến tấu lại thì các con hát. Không biết giờ phải biết nói sao vì sáu giọng ca không biết chấm sao luôn á. Nó đều nhau. Mới đầu nghe bạn Minh Nhật biến tấu thì ôi chết cha, hay quá. Xong cái tự nhiên tới cái khúc mấy cô bé này làm cũng hay quá. Xong rồi đến khúc này, tới này sáu giọng ca, không có giọng ca nào mà cảm thấy mà bình thường hết trơn á. Không anh bình thường luôn, hay đến độ không bình thường. Anh cảm thấy anh rất là vinh dự khi được làm anh của sáu con voi này. Đây là sáu giọng hát phi thường. Voi mẹ nói đi. Không, thật sự ra bài hát này lần đầu tiên cô mới được nghe. Mỗi một em ở trên sân khấu đã trình diễn hết sức mình. Các em làm rất đẹp và rất trọn vẹn cho cái phần trình diễn của mình. Là một màn mà không thể nào mà ai có thể ngồi yên. Nếu không nhúc nhích cái bàn chân thì cũng phải nhúc nhích bàn tay. Nếu không bàn tay thì phải cả người như là cô Ý Lan vậy. Cảm ơn các em rất nhiều trong phần trình diễn vừa qua. Cô ơi, hồi nãy đó, không chỉ cô nhúc nhích toàn thân đâu mà cái người ngồi kế bên cô còn nhúc nhích cái lỗ tai nữa. Có không? Có, thầy giám thị. Ôi trời ơi, thầy, làm sao mà con đứng lỗ xa như nữa. Vậy mà nhìn thấy cái lỗ tai nhúc chùm, nhích là giỏi. Chùm soi mà cô. Chùm soi hả? Chùm soi. Rồi xin mời thầy giám thị nhúc nhích lỗ tai nhận xét về tiết mục này. Bình thường giám thị là mang bị mang tiếng rất là khó chịu. Cái gì cũng soi rất là kỹ. Nhưng mà thật sự là với cái bài hát này là chú Dũng không có biết soi chỗ nào nữa hết. Thật sự không enjoy có soi được ha. Và đặc biệt là phải cảm ơn anh Việt. Cái phần sau của anh viết rất là hay. Và đặc biệt là đoạn cuối á, cái đoạn mà để cho các chú voi và cô voi này là cùng nhau, mỗi người nối một câu, nối một câu, nối một câu. Nó tầm cái bài hát trở nên là một sáu người không có thi đối chọi với nhau mà là cùng hát với nhau. Và tụi con tận hưởng cái bài hát của mình, tụi con vui. Và cái năng lượng rất là quan trọng, nó làm cho mọi người ở đây ai cũng vui theo hết. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là cái số điểm mà 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay đưa ra. Và như chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, đây là một đêm thi vô cùng đặc biệt khi mà chúng tôi đã quyết định không loại, không chia tay bất kỳ thí sinh nào của chúng ta ở vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Tuy nhiên, theo như định dạng của chương trình thì chúng ta sẽ phải bắt buộc chia tay 3 bạn. 3 bạn chia tay với chúng ta không có nghĩa là các bạn dở nha, không có nghĩa là các bạn hát không hay, mà là tại vì chúng ta cần 3 bạn xuất sắc hơn để thi vòng thi hát đơn. Cho nên cứ nghĩ một cách nhẹ nhàng, đây là một cuộc chơi chứ không phải đây là một cuộc thi nha các con nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, 3 gương mặt mà chia tay với chúng ta có số điểm tổng điểm lần lượt là 107,4, 110,6 và 113,5. Và xin được chúc mừng 3 gương mặt có số điểm cao nhất ở vị trí thứ nhất với số điểm cao nhất 116 điểm. Xin được chúc mừng, đó chính là Minh Nhật 115,7 đứng ở vị trí thứ hai. Xin được chúc mừng. Vĩnh. Như vậy là chúng ta đã có được 2 gương mặt là 2 chàng trai đã giành được chiếc vé đi tiếp. Kết quả tiếp theo, gương mặt thứ 3 sẽ đi tiếp trong phần thi hát đơn. Chúng tôi xin chúc mừng với 113,6, nhỉnh hơn một chút so với bạn đứng ở vị trí thứ 4, chỉ có 0,1 điểm thôi. Nhưng mà bạn đã thể hiện tốt hơn và nhận được điểm số bình chọn của khán giả cao hơn. Xin được chúc mừng gương mặt thứ 3, đó chính là Kim Anh. Như vậy chúng tôi cảm ơn rất nhiều 3 bạn nhỏ, 3 bạn voi dễ thương của chúng ta. Cảm ơn Nhật Minh, Phương Trúc và Ngọc Giao rất là nhiều nha. Tụi con hôm nay hát rất là tốt. Và chú Khang nghĩ là chúng ta đã có những cái kỷ niệm cực kỳ đáng yêu nha. Cho chú Khang ôm cái 3 bạn nè.
cảm ơn các con rất là nhiều. Rồi bây giờ thì chúng ta ôm nhau một cái để động viên tinh thần của ba bạn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 4, vòng thi đơn của chương trình Người Hát Tình Ca 2019. Cuộc sống với vòng quay của bánh xe thời gian, để một ngày chúng ta chợt thảng thốt nhận ra rằng mái tóc của mẹ đã điểm pha sương, đôi tay đã gầy guộc, vầng trán đã hằn những nếp nhăn. Rồi chợt chúng ta tự hỏi rằng chúng ta đã làm điều gì cho mẹ của mình chăng? Rất nhiều người muốn làm nhiều thứ cho mẹ của mình, nhưng mà chúng ta đã không biết trân trọng cái thời gian, để rồi một ngày chúng ta chợt hối tiếc khi mẹ đã già. Những cái tâm sự thổn thức ấy với một câu chuyện về một người con, với những cảm xúc chân thành dành cho mẹ của mình, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lặng Lẽ Mẹ Tôi qua giọng hát đầy cảm xúc của Đức Vĩnh. Hát ai quên mình có mẹ một ngày kia.
cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cả. Bốn mùa gió xin chúc mừng Đức Mịnh. Cảm ơn bạn Viô Long. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Lặng lẽ mẹ tôi, với một cái khúc tự sự của thí sinh Đức Vĩnh qua phần thi của bạn. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo cho ca khúc này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần chấm điểm của quý vị. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo dành cho thí sinh Đức Vĩnh. Xin mời cô Ý Lan. Bài hát này khi Đức Vĩnh bắt đầu cất tiếng hát, cô nghe được đôi ba câu là bắt đầu muốn được nhắm mắt lại để cô cảm nhận được tất cả những tình cảm mà con đặt vào trong bài hát này như là một tâm sự của chính mình. Con hát lên những tâm tư của một người con. Có một điều mà cô muốn nhắc nhở con là cứ mỗi một cái chữ đầu tiên là có lúc, phải không? Thì cô để ý con hát bằng dấu nặng. Con đã hát được chữ có lúc. Con hát được chữ đó không? Con hát lại cho cô nghe. Có lúc. Cô thích như thế hơn. Thay vì con cho dấu nặng rồi con mới lên cái dấu sắc. Có lúc. Có lúc. Cứ mỗi một chữ con như vậy thì trước tiên là nó đổi cái ý nghĩa, cái dấu của cái câu, cái chữ hát đó của mình, người ta nghe không được rõ. Người ta muốn con nghe là con nói là cỏ hay là có hay là cỏ. Thành ra con nên rõ ràng giùm cô là con nên lên thẳng cái chữ có lúc thì nó sẽ đẹp lắm. Cô chỉ nhắc con thế thôi, chứ còn tất cả cái bài hát này với tâm tình của con nó đẹp sẵn rồi. Chia vui với con trong phần trình diễn vừa qua. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Xin mời ca sĩ Vũ Hà. Dạ cô ơi, tại vì em con á, nó yêu mẹ cho nên nó nức nở. Nó nức nở cho nên nó mới cỏ lúc. Em ơi, với tầm tuổi này mà hát một bài hát như thế này rất là khó. Bản thân anh, ví dụ mà người lớn mà nếu mà không có cái cảm nhận sâu sắc về mẹ và không có cái tình cảm đó thì không thể nào hát được như em. Em xử lý từng chữ và đặc biệt là những cái câu mà em hát nhanh lên một chút, nó nghe nó đã lắm. Anh cảm giác giống như là một người kể chuyện, một câu chuyện về mẹ. Qua cái giọng hát của em thì anh tin chắc rằng những ai đang còn có mẹ, họ sẽ nhìn lại là mình đã làm được gì cho mẹ chưa. Cảm ơn em rất nhiều. Đôi khi thấy anh Vũ Hà tình cảm như vậy lại thấy đáng yêu biết bao nhiêu. Đôi khi thôi nha. Để bây giờ quắc lên. Đôi khi thôi đó. Con tức lắm cô ạ. Con đàng hoàng thì nó bảo con là như thế là đáng yêu. Thế như thế nào thì mới là không đáng yêu. Anh ơi, lớp học mình có học trò ngoan, bé nó ngoan. Mình giữ lại, cái nết của mình nhẹ nhàng một chút. Cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của anh Hồ Trung Dũng. Chú rất là thích phần trình diễn của con. Con vừa hát câu đầu tiên thôi, mọi người ở đây chứ không mình chú không, là đã bị cuốn vào bằng cái sự điềm tĩnh chắc chắn trong từng cái nốt mà con hát. Rất là nhỏ con thôi, nhưng khi mở miệng ra hát thì đặc biệt với bài này, chú lại nghĩ ngay đến cô Khánh Ly. Có nghĩa là nó làm chú rất là confused, làm rất là loạn lên. Nhưng mà loạn ở đây không phải là cái điều xấu, theo nghĩa xấu, mà là ô sao có một cái giọng nó lạ đến như vậy. Có nhiều cái kiểu, màu sắc đó phải không? Cái kiểu rất là lạ lùng và nó mê hoặc mình. Bản thân chú á, thì không còn mẹ. Và nếu mà cho chú cơ hội để nói với ai đó về tình mẹ thì chú chỉ nói rằng là đôi khi á, quan tâm mẹ rất là đơn giản. Không có cần quá nhiều thứ cầu kỳ, không có cần phải mua quà gì ghê gớm cả. Mà là mỗi cái hành động hàng ngày, mỗi cái điều nhỏ nhặt nhất hàng ngày lại là điều mà làm cho mẹ mình vui. Cảm ơn con rất là nhiều khi mà con đặt hết tình cảm của mình và làm cho mọi người một lần nữa nhớ về cái điều đó. Cảm ơn chú ạ. Một lần nữa xin chúc mừng Đức Vĩnh, em đã hoàn thành được tốt của mình. Ai cũng có một quê hương,
Và mỗi một người thì sẽ có những quê hương khác nhau, nhưng mà tình cảm dành cho quê thì luôn đồng đượm và yêu thương. Quê của tôi là hình ảnh của một mái nhà tranh, là hình ảnh của những đơm cá mà mỗi buổi chiều tôi cùng với lũ bạn thường ra bờ sông để bắt cá. Có lẽ những cảm xúc về quê hương ấy luôn ngập tràn, và khi mà chúng tôi rời xa quê thì cái cảm giác nhớ nhung, xao xuyến lại càng bồi hồi hơn. Mời quý vị ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cảm xúc viết về quê hương ấy qua ca khúc Bỏ Quê với phần thể hiện của Kim Anh. Yeah.
cho chị hai phận thiền duyên con gái đổ bến qua sông biết được ngày lành xa quê cách mái dặm trường người hai bên nước biết nơi nào buồn Xin chúc mừng Kim Anh và cảm ơn các bạn phụ diễn đã hỗ trợ cho tiết mục này. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những cảm xúc rất ngọt ngào của bé Kim Anh qua phần thể hiện vừa rồi. Và bây giờ 100 khán giả có mặt tại trường quay cùng với 3 vị giám khảo dành thời gian để bình chọn. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ Nguyễn Khai xin mời chú Hồ Trung Dũng. Thực sự là con đã rất là gan dạ khi mà chọn bài hát này ở độ tuổi của mình, cả về cảm xúc lẫn như là kỹ thuật. Và chú thực sự là rất là khâm phục con vì kỹ thuật con đã làm rất là tốt. Bài này cái quãng nó cực kỳ rộng. Và đến phần cuối là con còn thêm cái đoạn ca cổ nữa. Cho nên cái kỹ thuật nó rất là đòi hỏi rất là nhiều và con đã làm được. Thì so với tuổi của con thực sự là chú cảm thấy con đã làm hơn mong đợi của mọi người. Tuy nhiên nếu mà con chọn bài hát mà nó phù hợp với tình cảm của con hơn, cũng như là đừng có đòi hỏi quá nhiều như vậy. Nhiều khi con bị cái áp lực trong đi thi, mình phải chứng minh được cái bài nó khó. Nhưng mà nhiều khi không cần thiết như vậy đâu. Cái quan trọng đầu tiên là mình phải cảm được bài đó. Cho nên chú thực sự rất là mong một dịp nào khác chú được nghe một bài hát khác mà nó phù hợp với con hơn, để chú được thấy toàn bộ cái năng lực của con có thể thể hiện được. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn chú Hồ Trung Dũng. Và xin được trân trọng kính mời anh Vũ Hà nhận xét cho tiết mục này. Em hát rất hay. Vòng này rồi bây giờ có nói gì nói, anh chỉ góp ý thôi, lần sau nhớ kiếm một bài hát nào đó mà có đi thi á, nó vừa phải thôi. Mình nghĩ sao mình hát vậy? Nhớ nha, đừng đóng vai gì mà hát là chết. Cứ là mình hát nó mới hay. Ừ, thưa quý vị, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng Kim Anh đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn nên mắt mẹ nghe không. Cái cảm giác khi mà bước vào trong chùa vào ngày lễ Vu Lan để cài lên trên ngực áo của mình một bông hồng màu đỏ là niềm hạnh phúc của bất kỳ người con nào, để nói với cả thế giới rằng tôi vẫn còn mẹ. Cho con cõng mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần nuôi con. Xin được giới thiệu tiếng hát của Minh Nhật. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đầu non. Cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng thường gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất một mảng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con anh cả đôi vai thân cò lăn lộn, sớm mai phai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, nở đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sao biến ra sao, con sao gánh hết cùng lao một đời. Mong rằng cài áo đúng
sau người gánh chính là con Minh Nhật. Em đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều khán giả cũng như là ban giám khảo cho tiết mục này. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay cho ca khúc vừa rồi của Minh Nhật. Thời gian bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, cái hình ảnh mà con gánh mẹ trong cái câu vừa rồi nó thật sự chạm đến cảm xúc của chúng ta đúng không ạ? Bởi vì hình ảnh của những người mẹ gánh con trong những cái thúng để đi làm hay là đi ra ngoài đồng đã trở nên rất là quen thuộc. Nhưng mà đôi khi có mấy ai trong cuộc đời mơ ước và tự hỏi rằng liệu mình có thể gánh mẹ được bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chia sẻ của 3 vị giám khảo cho tiết mục này. Hồi nãy thì Nguyên Khang có để ý là cô Ý Lan có hát theo cái ca khúc này và rất là cảm xúc. Xin mời cô chia sẻ. Con hát bài hát này với cảm xúc y như những gì mà cô cảm nhận được. Cô đã đứng dậy để vỗ tay cho con. Con đã làm một bài hát, nó đã sẵn đẹp. Bây giờ nó cộng thêm nữa với tình cảm, với sự yêu thương và mong mỏi của một người con làm lại được một điều gì đó cho mẹ mình. Mà bây giờ con còn bé, cho nên có thể là câu cuối cùng của bài hát con chưa cảm nhận được nhiều như cô. Nhưng câu cuối cùng của bài hát đối với cô là một cái điều, cái ý nghĩa đẹp nhất trong bài hát này. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Con cảm ơn cô. Cô chúc mừng con cho phần trình diễn vừa qua. Cô gọi đây là một bài hát và một trình diễn hoàn hảo. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
khi mà theo dõi phía dưới hàng ghế thì Nguyễn Khang cũng bất chợt nhận ra được một cái ánh mắt rất là cảm xúc của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng khi mà mỗi Vu Lan thì lại cài những cái bông hồng màu trắng trên ngực áo. Không biết là cảm giác của anh như thế nào khi nghe ca khúc này? Vu Lan thì Dũng thường hay được mời hát ở nhiều chùa để hát cho bà con nghe. Nhưng mà mỗi lần đến mà họ yêu cầu Dũng là hãy chọn cái hoa để mà đeo lên ngực đi đó. Mình không thích điều ấy. Dĩ nhiên là khi mình đeo màu trắng thì mình buồn. Nhưng bù lại Dũng cũng không muốn chứng tỏ cho mình thấy, mọi người thấy rằng là mình đang buồn. Cái điều đó mình muốn giữ cho riêng mình thôi. Còn cái mình mang lại cho mọi người là mình mang đến niềm vui. Và hôm nay thì con đã làm một cái điều cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là con hát một bài rất cảm xúc, rất cảm động, rất buồn ở một nghĩa nào đó. Nhưng lại làm rất nhiều người vui. Và chắc chắn trong đó là có mẹ của con rất là vui. Và, dạ, con cảm ơn chú. Và điều đó nó quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác ở đây. Và vì thế chúc mừng con. Dạ con cảm ơn chú. Từ nãy đến giờ thì những điều tốt đẹp nhất, những lời khen tặng của hai vị ban giám khảo thì họ nói rồi. Thì anh chỉ nói với em một câu thôi thế này. Với cái tuổi 15 của em á, có cái sự suy nghĩ là sau này sẽ hoặc là tặng cho mẹ một cái gì nho nhỏ cũng không có nói được. Vì mẹ của anh đã mất rồi. Cho nên nếu mà các em mà còn mẹ, hãy nói một câu nói: con yêu mẹ lắm. Chỉ như vậy hàng ngày thôi là mẹ của mình cũng đã rất là hạnh phúc rồi. Cảm ơn em. Dạ con cảm ơn em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Vũ Hà đã chia sẻ cái cảm xúc của mình. Thưa quý vị, như vậy là với tiết mục cuối cùng thì Minh Nhật đã mang đến rất là nhiều cái cảm xúc để chạm đến trái tim của chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay cũng là cái ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì cho phép chúng tôi thay mặt cho ban giám khảo cũng như là ekip của chương trình Người Hát Tình Ca xin gửi những cái lời chúc nồng ấm nhất đến nhờ những người chị, người mẹ, người bà, và rất mong là chúng ta sẽ luôn thật là khỏe mạnh để chi để có thể nhận được rất nhiều sự yêu thương từ những đứa con của mình. Chúng ta không hy vọng rằng con của mình sẽ gánh mình, nhưng ít nhất chúng ta hy vọng là chúng ta sống thật lâu để có thể được đồng hành trong cái chặng đường phát triển và thành công của con mình. Xin cảm ơn. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời quay trở lại sân khấu hai thí sinh Kim Anh và Đức Vĩnh cùng đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, ngay bây giờ trên tay của Nguyễn Khang là kết quả của đêm thi ngày hôm nay. Sẽ có một gương mặt đạt điểm số cao nhất của chúng ta. Và gương mặt này sẽ nhận được giải thưởng nhất tuần trị giá là 10 triệu đồng. Khi mà nhìn trong danh sách tổng điểm của ban giám khảo cùng với lời điểm khán giả để cho ra tổng điểm, thì chúng tôi thấy ở vị trí số 1 và số 2 là tổng điểm cao nhất. Sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hồ Quan ơi hồ Quan, tiếng hát em vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, giúp em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới,
trở về nguồn, chợ yêu thương về qua bên xa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Trời đất ơi, cuối cùng thì Nguyên Khang với Miu đã kịp đến dự đám cưới của hai đứa bạn của mình. Miu ơi, hai bạn này là cùng quê với em, yêu lâu rồi, hôm nay mới chính thức ra mắt quan viên hai họ đó chứ. Vâng thưa quý vị, bây giờ là lúc bình chọn cho các bạn. Thời gian bình chọn bắt đầu. Cảm ơn quý vị. Tôi để ý quan sát thấy anh Hồ Trung Dũng, anh lắc đầu là khó quá. Cô Ý Lan cũng khó too. Nếu mà khó quá, mình nhường nguyện lại cho khán giả với lại anh Vũ Quốc Việt. Em mời anh nhận xét trước được không ạ? Dạ, xin mời anh ạ. Không những trong Người Hát Tình Ca, mà suốt nhiều năm qua, Việt hiểu được giọng hát của Hương, hiểu được cái phong cách hát của Kiều Oanh và yêu mến hai bạn này giống như là em của mình vậy á. Cho nên á, cái sự lựa chọn của Việt á, nó cũng hơi khó khăn hơn rất là nhiều. Khi mà thấy đám cưới ra rất vui vẻ, nhưng mà khi thấy hai người đi ăn đám cưới mà mặc áo đen là mình biết có cái điểm không hay rồi. Có lẽ rằng cái điều khó khăn này sẽ nhường lại cho hai vị giám khảo các bạn. Trời, gì vậy? Anh ơi, anh truyền gì nhanh vậy anh? Chưa gì mà anh xuất cái dèo xong anh truyền qua cho cô Ý Lan với anh Hồ Trung Dũng luôn. Biết đâu truyền lại sao? À, rồi xin mời cô. Đối với riêng chị nhá, Văn Hương, cô vẫn quý cái tiếng hát của Văn Hương vô cùng. Với cái dòng nhạc quê hương đó mà Văn Hương hát, nó nói lên được tất cả những tình cảm của một người dân miền Nam. Dễ thương quá. Cô không có muốn một trong hai em phải rời khỏi cái cuộc chơi này. Nhưng nói cho đúng ra, cô nhìn nhận ở Kiều Oanh có nhiều sắc thái. Kiều Oanh hát được cả nhạc trẻ này, Kiều Oanh hát nhạc quê hương rất là đậm đà. Thành ra cô xin phép là cô phải nhích một tí sang bên Kiều Oanh. Vâng thưa quý vị, hiện thời tỷ số là 1-0 cho họ nhà gái. Nhưng mà em thì em thích Văn Hương hơn. Là vì biết sao? Sao? Em đồng cảm Văn Hương á. Đặc biệt Văn Hương là người miền Trung nha. Ừ. Nhưng mà hát nhạc miền Tây Nam Bộ rất là ngọt. Cái điều đó em rất là phục. Tại vì bản thân cái ngôn ngữ nó khác khác nhau. Mà Văn Hương hát ngọt như vậy, khi mà cất tiếng hát lần đầu tiên mình chưa biết Văn Hương á, cứ nghĩ ông này là ở đâu, ở dưới miền Tây mới hát ngọt như vậy. Theo như chia sẻ của hai vị thì như là cô Ý Lan thì có vẻ là hơi nghiêng một chút về Kiều Oanh, tức là ủng hộ Kiều Oanh. Còn theo chia sẻ của anh Vũ Quốc Việt thì có vẻ như là anh dành tình cảm cho Văn Hương, đúng không ạ? À? Như vậy là tạm thời tỷ số đang một đều, hai người rất là
thông minh và dễ thương đẩy cái khó cho ông Hồ Trung Dũng. Hai bạn ơi, anh rất là khó. Thực sự lúc nãy anh ngồi làm như là bị đau tim gì đó. Hai bạn có cái sự tình yêu cho nhau mà trong trẻo, mà nó rất là đáng tin, rất là thuyết phục đó. Làm được điều đó có nghĩa là tình cảm của hai bạn truyền đến anh rất là đẹp. Và anh không còn quan tâm đến chuyện là hát hay, hát dở, lỗi hay không lỗi gì nữa hết. Đó là cái sức mạnh của tình cảm. Nhưng mà bây giờ nếu bắt buộc mà anh phải chọn, anh sẽ chọn Văn Hương. Lần trước anh tưởng em là theo kiểu chỉ chuyên nhạc buồn thôi, nhưng mà hôm nay là em đàm cả được nhạc vui, và cũng làm chạm đến cái tận cùng cảm xúc của anh, cả hai vòng cộng lại. Vì thế anh xin phép là nghiêng về Văn Hương. Hôm nay dù cho ai đi tiếp hay là ai chia tay thì tôi vẫn phải dùng một cái lời chúc dành cho các bạn, tại vì các bạn đã có một phần trình diễn rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, bây giờ trên tay của Nguyên Khang là kết quả của ban giám khảo cùng với khán giả có mặt tại trường quay. Điểm số dành cho hai bạn trong đêm thi ngày hôm nay của chúng ta từ phía ban giám khảo là ngang nhau. Điểm từ khán giả, một người là 8 và một người là 8,6. Như vậy là chênh lệch nhau 0,6. Tổng điểm, một người 37,5 và một người 38,1 điểm. Chúng tôi xin chúc mừng người sẽ đi tiếp cùng với chúng ta ở vòng thi hát đơn, đó chính là Văn Hương. Xin chúc mừng bạn. Kiều Anh sẽ chia tay với ta. Kiều Anh đừng có buồn ha. Xin cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, ngày xưa người ta xem công việc ca sĩ vốn là một trong những cái nghề không được coi trọng trong xã hội, mà mọi người thường hay nói là sướng ca vô loài. Thế nhưng chúng ta cũng thấy rằng cái niềm đam mê đối với ánh đèn, nó tạo nên cho người nghệ sĩ một cái hấp lực vô cùng tuyệt vời, khiến cho họ luôn muốn theo đuổi cái công việc này. Và người ta vẫn nói tình ca Việt Nam bị buồn và những bản hát xưa bị ủy mị quá. Nhưng nếu người ta biết lắng nghe, sẽ thấy rằng ở cuối mỗi bài hát hay ở mỗi con đường đều có một le lói một tia hy vọng. Khi biết em mang kiếp cầm ca như thế, nhưng nếu người đàn ông đủ cao thượng thì ngày mai sẽ có anh đưa đón em về nơi cái xóm nhỏ đó. Cuộc sống là thế, đôi khi vẫn say mê với ánh đèn và họ vẫn cháy hết mình trên sân khấu. Bích Ly trong vai một cô ca sĩ sáng đèn, cháy bỏng với nghệ thuật. Minh Dũng, chàng trai lãng tử hào hoa, sẽ kể câu chuyện của mình với một tuyệt phẩm đã đi vào lòng người. Quý vị bước vào phòng trà này cùng với chúng tôi thưởng thức những giọng hát đã làm thổn thức trái tim của khán giả trong người hát tình ca. Kiếp cầm ca đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tin múa vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa, làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về sớm nhỏ, xa lìa anh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Nhìn chót mang duyên kiếp cầm ca, em xin bà
anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Hãy nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về sớm nhỏ. Xa lìa anh đèn, có anh đưa em về. Xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Hãy nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Đời vẫn thế rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Quá tuyệt vời, thưa quý vị, Minh Dũng và Bích Ly, xin mời các bạn. Chị Miu phải không? Em có cảm giác như hồn em chưa trở về luôn. Tại vì em còn đang đắm đuối vào trong cái ca khúc này. Rõ ràng là một cái tiếng nức nở mà không cần khóc, và một sự lịch lãm mà không cần diễn xuất. Họ đã hát và diễn như thở, và điều này rõ ràng đã gây khổ cho giám khảo Hồ Trung Dũng. Thì đêm nay tim Dũng ra sao rồi? Trước khi mà Dũng chia sẻ thì cho phép Nguyễn Khang được mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo. Chúng ta sẽ chấm điểm trước để nó tránh ảnh hưởng đến cái quyết định của mọi người. Và thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và bây giờ thì xin mời ca sĩ Hồ Trung Dũng sẽ trả lời câu hỏi của Trắc Thiên Miêu ạ. Anh được gặp hai bạn có một lần thôi trong một số, nhưng không hiểu tại sao mà anh rất có cảm tình với hai bạn. Đúng như là chị Miêu nói đó, hai bạn diễn mà như không diễn, buộc phải chọn một trong hai. Anh xin phép là anh sẽ không nói, vì anh không muốn ai buồn vì anh hết trong trường hợp của hai bạn. Anh cũng phải làm đúng cái vai mà anh được giao, đó là giám khảo. Nhưng mà anh yêu hai bạn rất là nhiều, dù ai đi cũng nhớ điều đó giùm cho anh. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Nguyên Khang cũng biết cô Ý Lan còn yêu các bạn nhiều hơn nữa. Xin mời cô chia sẻ. Bây giờ bảo là cô phải nghiêng về một người. Cô không thích cái chương trình này gì cả. Cô phải vạch lá tìm sâu. Mà cứ vạch mãi thế nào cũng có một con sâu bé bé. Thì cô xin phép được nói sự thật với những cái điều mà cô cảm nhận. Dũng ơi, con là cái tiếng hát ngay từ đầu cô đánh giá cao vô cùng. Mà ngày hôm nay trong bài hát này, cô đã tìm ra một con sâu nho nhỏ trong tiếng hát của con. Tức là những cái nốt cao con hát hôm nay, có một cái điều gì đó nó bị ngăn chặn lại, nó không cho bung ra, nó không cho bung ra cái những cái nốt cao đó. Mà trong khi đó Bích Ly làm trọn vẹn cho cái phần ca hát của mình, mỗi một nốt không hề chênh phô, và bên cạnh đó đi chung với cảm xúc và trình diễn. Tức là ba thứ đó hội nhập lại thành một Bích Ly hoàn hảo. Thật ra thì công bằng mà nói, thưa quý vị, khi mà một cô gái và một chàng trai đứng trên sân khấu thì bao giờ cũng vậy.
cái ánh nhìn người ta sẽ thu hút nhiều hơn bởi cái sự thể hiện của cô gái. Đó là lý do tại sao mà trong khiêu vũ thì người đàn ông luôn là một cái bệ đỡ vững chắc để người phụ nữ có thể thể hiện được những cái bước nhảy quyến rũ của mình. Thì hôm nay trên sân khấu cả hai đều làm tốt cái vai trò của mình, đúng như vậy. Nếu như mà Dũng có cố gắng để làm nổi bật hơn thì chưa chắc gì anh đã trở thành một quý ông lịch lãm như vậy trên sân khấu. Và chính vì vậy mà Ly, với bệ đỡ rất là vững chắc của Dũng, em đã có một sự tỏa sáng rất là tuyệt vời trong đêm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của chúng tôi. Kính thưa quý vị, rõ ràng rằng là tôi tính già hóa non, làm MC thì cũng không sung sướng hơn làm giám khảo. Khi cầm trên tay mình cái kết quả thật sự là không muốn đọc, nhưng mà tôi buộc phải công bố kết quả vì tôi cùng lúc cũng muốn chúc mừng một người có một cái tin cực kỳ vui. Có lẽ thí sinh nào cũng sẽ muốn được thông báo rằng một trong hai ca sĩ trên sân khấu lúc này đã thắng được 3 điểm 10 tuyệt đối của ban giám khảo. Tổng điểm của hai thí sinh là 37,6 và 36,6. Người sẽ đi tiếp cùng với chúng ta ở vòng thi hát đơn đó chính là... Chúc mừng Tiểu Hồ Ly Bích Ly sẽ tiến vào vòng thể hiện các nhạc phẩm solo. Và một lần nữa chúc mừng Bích Ly đã thắng 3 điểm 10 tuyệt đối từ ban giám khảo. Lần nữa xin dành một tràng pháo tay cho Bích Ly và Minh Dũng. Thưa quý vị, trong những chọn lựa về song ca có lẽ đã là một bài toán khó cho giám đốc âm nhạc Vũ Quốc Việt khi chọn nhạc phẩm cho một cặp song ca nam. Vết thù trên lưng ngựa hoang là một bản hiếm hoi của kho tàng tình ca Việt Nam, nhưng không viết rõ về ái tình nam nữ mà suy nghĩ và thân phận của người thanh niên trong xã hội lúc bấy giờ. Với tay gangster Chí Bình, người hiểu rất rõ văn hóa và lối sống của thanh niên miền Nam vào thời kỳ đó, sẽ song song phi mã cùng với tiếng hát đầy cường lực của chú ngựa non Ung Vĩnh Quang. Hai phong cách đối lập nhau lại cùng thể hiện một cái khí phách mạnh mẽ, một người đàn ông từng trải nhiều kinh nghiệm và một chàng trai đầy sức khỏe, sự dũng mãnh sẽ thể hiện cái tính chất ngựa hoang như thế nào. Mời quý vị cùng đến với ca sĩ Ung Vĩnh Quang và ca sĩ Chí Bình. Dẫm nát tơi bời đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời, ngựa phi như điên cuồng giữa cơn giông dưới cánh đồng, vì trên lưng công hoàng những vết soi vẫn in hằng. Thank you.
trên đúc và trên lưng nó còn nguyên những vết thù. Nhưng thầy làm ngựa hoang trên cùng ngùng và trên lưng nó còn nguyên ngựa hoang. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai giọng hát, hai phong cách khác nhau đã thổi lửa sân khấu, khiến cho ban giám khảo phải đứng dậy vỗ tay với phần trình diễn quá tuyệt vời vừa rồi ạ. Chúng ta nghĩ rằng là song ca là những cặp nam nữ và ca về tình ái, nhưng chưa bao giờ âm nhạc được chuyển thể như thể là một môn thể thao đối kháng giữa hai thế hệ, nhưng lại tôn và đẩy nhau để chúng ta ngày hôm nay được một lần nữa chiêm ngưỡng tác phẩm này dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ. Vâng, hoàn toàn đồng ý với chị Trác Thiêm Yêu. Chỉ thiếu có cái mũ cà bồi với lại con ngựa nữa thôi là chúng ta đã thấy là anh Việt với lại anh Dũng đã xong phi ra thể hiện ca khúc Vết Thù Trên Ngựa Hoang. Thưa quý vị, và ngay giờ Nguyên Khang xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo sẽ dành điểm số cho phần thể hiện của hai ca sĩ vừa rồi. Thời gian bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ Nguyên Khang xin mời cô Ý Lan sẽ nhận xét cho hai giọng ca khủng này ạ. Bài hát này lại một lần nữa làm cho chúng tôi khổ, khổ lắm cơ. Trong tiếng hát của anh Chi Bình luôn luôn cho tôi sự yên tâm và yên ổn, là bởi cái kinh nghiệm sống của anh, đã trải qua trong cuộc sống của anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn về Ôn Vĩnh Quang, cô nghĩ rằng là con là một con ngựa nhỏ, trẻ, cho nên con có những cái chướng của con, có những cái nốt con phá cách, và khi con giận trên lưng nó hồi rồi để lại những vết thù, tất cả những cái điều đó con đã nhấn mạnh và rất mạnh trong những cái câu hát đó, và làm cho cô cái cảm xúc nó có tăng và nó có giảm. Cô chúc mừng trong phần trình diễn của con. Vâng, cảm ơn nữ danh ca Y Lan. Một lần nữa lại cũng xin được phỏng vấn với lại giám đốc âm nhạc. Khi mà chọn cái nhạc phẩm này, trong lòng anh nghĩ là lợi thế sẽ nghiêng về sự am hiểu của người sống trong thời cuộc, vốn là nằm ở phía nghệ sĩ Chí Bình, hay rằng là cái chất gựa chứng sẽ là vũ khí sở trường cho tiếng hát của ông Vĩnh Quang để thể hiện nhạc phẩm này? Khi việc chọn bài hát Ngựa Hoang này á, thì cũng là một cái sự đắn đo lớn. Giống như chị Y Lan nói á, là anh Chí Bình á, là hát trong phạm vi an toàn, một cái biên độ rất an toàn, không cho người khác khó chịu với cái cách chừng mực của mình. Còn Ôn Vĩnh Quang á, thường á, em hát những cái bài ruột thì rất là hay, nhưng khi thử thách một cái bài hát mới thì cảm thấy chênh vênh, và con ngựa này nó trở thành hoang mà hoang đường. Cho nên á, chính vì cái điểm yếu của hai người này như thế, việc muốn hai người cởi một con ngựa mới. Và thật sự khi mà Ôn Vĩnh Quang hát lên, em làm cho mọi người và kể cả anh Việt rất là hài lòng. Còn anh Bình thì một cái sự trải nghiệm chắc chắn rằng có thể là anh chưa hát bài này, nhưng thế hệ của anh nghe mấy chục năm, nó đã thấm vào trong máu anh rồi. Trong đêm hôm nay, hai người hát, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Còn anh Hồ Trung Dũng nãy giờ, Nguyễn Khang thấy anh suy nghĩ, anh đâm chiêu. Tại vì Nguyễn Khang biết chắc là anh cũng đang khó trong cái bài toán của mình. Chính cái câu là ngựa hoang đầy những cái vết thương ở trên lưng, những cái vết hằn trên lưng ngựa hoang. Và theo Dũng nghĩ thì vào tâm lý, nếu mà mình bị hằn nhiều như vậy rồi á, mình sẽ trở nên chai hơn. Mình sẽ không có đau nhiều quá nữa. Mình nhìn mọi việc nó sẽ bình thản hơn, cái đau nó sẽ sâu hơn. Và vì thế mà trong vòng thi này, Dũng xin được phép cho điểm cao hơn với chú Chí Bình. Xin cảm ơn anh. Chúng ta vẫn chưa biết là chú ngựa nào sẽ về đích trong cuộc đua tại trường đua của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời kết quả từ phía ban tổ chức. Thưa quý vị, nhìn vào điểm số của ban giám khảo dành cho hai gương mặt trên sân khấu, chú Nguyên Chí Bình và Ôn Vĩnh Quang,
Có một điều đặc biệt, đó chính là cả hai đều nhận được số điểm của ban giám khảo khá là gần nhau, chỉ chênh lệch nhau có 0,5 điểm mà thôi. Trong khi đó thì số điểm của khán giả dành cho cả hai thì lại có sự chênh lệch khác biệt. Một người nhận được 8,5 và một người nhận được 7,4 từ phía khán giả. Trong đó, thí sinh giành chiến thắng trong phần thi này nhận được đến 2 con 10 từ phía ban giám khảo. Tổng điểm của người đứng ở vị trí số 2 là 36,4 và gương mặt còn lại cách biệt với 38 điểm. Và chúng tôi xin chúc mừng người đã nhận được chiến thắng trong cuộc đua ngày hôm nay. Xin chúc mừng Ôn Vĩnh Quang, xin chúc mừng. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ Chí Bình đã đến với Người Hát Vĩnh Quang. Hy vọng là chú sẽ luôn giữ sức khỏe và sự thành công trong cuộc sống. Cảm ơn chú đã đến với chúng tôi ạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ đây, cả ba thí sinh của chúng ta sẽ chính thức bước vào phần thi hát đơn để cùng tranh tài giải thưởng đặc biệt nhất cho đêm cuối cùng của Người Hát Tình Ca 2019 lên đến 50 triệu đồng. Và xin một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng ba gương mặt bước tiếp vào vòng thi hát đơn. Thưa quý vị, trong cuộc sống, tình yêu vốn dĩ là cái sự đập chung của hai con tim. Hai người rất là yêu nhau, vốn dĩ là tưởng sẽ cùng với nhau đi cuối một con đường. Thế nhưng mà những sự tác động của gia đình đã khiến cho cả hai không thể có được một kết thúc trọn vẹn. Chàng trai trong câu chuyện này là một người không thể nhìn thấy ánh sáng. Những tưởng là cuộc sống đã quá bi kịch với anh, tìm được cho anh một người yêu thương anh hết lòng, thì cô ấy lại bỏ anh ra đi vì cái sức ép rất lớn từ phía gia đình của mình. Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, thì nếu người đàn ông không còn đôi mắt, làm sao người con gái có thể khoe vẻ đẹp của mình? Nhưng tôi lại tin vẻ đẹp thực sự của trái tim một người con gái phải được cảm nhận, mà không chỉ được nhìn thấy bằng mắt. Thế nên khi mà người ta bất hạnh nhất trong tình yêu, đó là khi người ta tập được cho mình sự cao thượng nhất, để người đàn ông tủi thân đó chỉ nói: ai nói tôi buồn á, chứ nào tôi có buồn đâu. Và vì thế, hãy lắng nghe tâm sự của chàng trai ấy qua ca khúc Cậu Út Chung Tình. Và không ai khác, đó là tiếng hát của Văn Hương. Đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tao khang. Đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá phu dòng luôn trong tình chàng. Sao nỡ phụ phàng. Cậu Út. Ủa, cô là cô ba đó phải không? Cô ba đúng không? Chàng ơi, mới hôm rậy cô ba đi đâu mà cô ba không ăn nghe tôi hát vậy? Bộ cô ba chơi tôi hát dở hả cô ba? Không không có, cậu Út hát hay lắm. Hôm nay á, tôi qua đây thăm cậu Út. Chắc có lẽ là lần cuối rồi. Ủa, cô ba nói vậy là sao hả cô ba? Bộ cô ba định đi đâu hả? Tôi phải đi xa rồi. Nhưng mà tôi sau này á, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền về chữa cặp mắt cho cô Út nha. Cô ba thấy rồi đó. Thân tôi á, thì khổ rách áo ôm từ nhỏ tới lớn, sống cảnh đuôi mù quen rồi cô ba. Miễn sao á, mỗi ngày tôi được hát cho cô ba nghe là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi không cần gì hết đâu cô ba. Cậu Út nè. Hả? Sau này á, tôi đi rồi á, cậu Út á, nhớ á, là phải giữ gìn sức khỏe nha cô ba. Dạ, phải nhớ là
Thầy hát thiệt là hay luôn nha. Cô ba. Cô ba. Và kể từ bây giờ á, cậu Út đừng nhớ đừng thương tôi nữa. Cô ba. Nếu mai duyên cũ
cắt đôi dòng câu úc chung tân. Vẫn còn chờ còn đây những thuyền về đâu. Thưa quý vị, chúng ta thấy là một trong những cái ưu điểm nổi bật của Văn Hương đó là bạn luôn luôn hát và kể câu chuyện theo cái cách của riêng mình, rất là xúc động. Trong khi ở ngoài thị trường thì một ca sĩ trẻ, đúng là như lời góp ý của ban giám khảo, phải có thể đảm đương được rất nhiều dòng nhạc. Nhưng cái sự chung tình với dòng nhạc quê hương của Úc chắc chắn là sẽ khiến cho quý vị đang rất muốn dở điện thoại ra và bình chọn cho tiết mục vừa rồi của cậu Úc. Và bây giờ xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo sẽ dành những điểm số cho phần thể hiện của Văn Hương. Thời gian bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời cô Ý Lan ạ. Văn Hương không nhìn thấy một giọt nước mắt nào trên đôi mắt của cô là bởi vì cô nuốt tất cả những giọt nước mắt đó vào bên trong rồi. Cô là một con người rất là sướt mướt. Từ bé đó, ở trong gia đình thì bố mẹ cô gọi cô là con bé nhõng nhẽo. Cô hay nước mắt ngắn, nước mắt dài lắm. Thế nhưng mà lần đầu tiên cô có một cái cảm nhận nó quá sức đặc biệt, nó quá lạ. Những giọt nước mắt đó nó không cho ra ngoài mà nó hoàn toàn nó chôn kín, từ từ cô nuốt nó vào bên trong. Mà hình như điều này nó làm cho cái tình yêu thương đối với tiếng hát của Văn Hương sâu đậm hơn bao giờ hết. Đây là lần thứ ba anh lại một lần nữa ngồi thẫn thờ nghe em hát. Anh tự hỏi mình sao mình cuốn vào nhiều như vậy. Và anh nhận ra rằng là anh bị cuốn vào cái tâm hồn của em. Và anh sẽ dùng cho cái phần trình diễn này một cái từ mà trong suốt quá trình 12 số anh chưa bao giờ nói hết. Đó là hoàn hảo. Cảm ơn em. Xin cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Khi mà em hát cái dòng nhạc dân ca này, có bao giờ em hát dòng nhạc dân ca mà nó vui hơn một chút không? Cái số phận của cái con người em kể trong cái âm nhạc á, nó thường là rất là tội nghiệp. Văn Hương từ nhỏ, mặc dù ở miền Trung nhưng mà đã nghe cái bộ môn cải lương và dân ca miền Nam đã thấm vào máu rồi. Văn Hương cũng có thể hiện những dân ca tươi vui, nhưng mà đặc biệt là Văn Hương thích thể hiện hơn những ca khúc, những câu chuyện rất là buồn. Không hiểu sao mà Văn Hương lại thích cái điều đó. Tại vì nó đi vào lòng người, dạ. Nó làm cho người ta rung động, người ta rơi nước mắt, đúng không ạ? Em xin mời anh Vũ Quốc Việt sẽ chia sẻ một chút về chàng trai này. Việt có xem lúc mà em tập biểu diễn thì Việt đã góp ý với em rồi về cái hướng của cái người mà khiếm thị không thấy đường á, cái cậu Út đó. Không nhất thiết cái cậu Út phải nhắm mắt như thế. Việt nghĩ nó chưa áp phê, chưa có đã bằng cái người mù mà vẫn mở được đôi mắt. Mình diễn mà khi mắt mình mở, người ta cảm nhận mình bị mù. Thì anh Việt chỉ góp ý tí xíu đó thôi. Và điều đó cũng sẽ giúp cho em hoàn thiện hơn và lấy lòng khán giả đông hơn. Cảm ơn em. Một lần nữa xin dành một tràng pháo tay cho Văn Hương. Cảm ơn bạn. Đời Đá Vàng là một câu chuyện về cuộc đời với những hỷ nộ ái ố trong cuộc đời của mỗi người. Mà đôi khi có người giải phóng ra được cái sự cô đơn của mình, nhưng có những người kèm nén nó lại, nhốt nó vào trong chính con người của mình, để rồi đôi khi cảm thấy cái sự cô độc đó không thể giải thoát được. Khi mà nghe những câu vừa rồi của Khang, tôi đã bắt đầu lo. Bích Ly vẫn được xem là nữ hoàng diễn xuất của mọi cuộc chơi. Ả hồ ly đa chiêu lắm trò. Và giọng hát em lúc nào cũng lanh lảnh, cô gái được tận hưởng mọi ân phúc. Một tiếng hát hay, một nhan sắc tuyệt vời. Em lúc nào cũng khiến cho người ta nghĩ rằng em chỉ có niềm vui và chỉ có cuộc đời, chỉ có trải hoa hồng. Nhưng nếu mà có một lần nào đó lắng nghe một vài nốt trung đến nốt trầm khàn đục, tôi hiểu rằng là cô gái đó cũng như mọi người nghệ sĩ đã chuyển hóa được nỗi cô độc trong tâm hồn của mình và dồn vào những nốt trầm trong bản nhạc cuộc đời đó. Sẽ là một thách thức
cho tiếng hát Bích Ly để thể hiện đời đá vàng. Nhưng tôi tin rằng là có được giọng hát đó, có được sự cầu toàn trên sân khấu đó, người ca sĩ đó cũng đã phải đi qua những mất mát để có thể hiểu rằng có một lần mất mát mới thương người đơn độc. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo sẽ dành điểm số dành cho Bích Ly. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Khi mà nghe em hát thì anh có cảm giác như ban giám khảo được em dẫn vô một cái thế giới riêng với cái câu chuyện riêng của em. Và một trong những cái người mà Nguyễn Kha cũng rất là quan sát về cái biểu cảm sắc thái đó chính là nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Anh là một người đặc biệt lắm quý vị, hay giấu cảm xúc của mình lắm.
Và anh chúc mừng em là em đã đạt được cái cá tính nhân vật của em vào rất là rõ ràng. Em vẫn phát huy được cái thế mạnh của em về diễn xuất, về cái chất giọng của mình. Anh chỉ nhắc em 2 điểm và ước mong 1 điểm. Ước mong là khúc cuối anh mới nghe được một chút gì đó hơi phá cách ra ngoài. Và phải chi anh được nghe cái đó sớm hơn một chút. Nên là em làm mềm nó hơn một chút. Em đã lỡ mềm đi rồi. Em đã lỡ làm nó thành nữ tính rồi. Thì hãy nữ tính luôn đi. Là một. Còn 2 góp ý của anh là thế mạnh là trình diễn, đúng. Điểm riêng của em là trình diễn. Nhưng xem chỗ nào mình dùng, bài nào mình dùng nhiều, bài nào mình dùng ít. Vậy thôi. Về kỹ thuật của em xử lý, gần như trọn bạn đều rất là thích. Và một lần nữa là em đã làm cho anh cảm thấy rất là yêu quý Bích Ly của anh. Em cảm ơn anh. Chắc chắn là một cái phiên bản của nhạc phẩm này mà do nữ thể hiện là một cái điều mà chúng ta, một cái trường hợp hiếm có. Vậy thì chọn lựa nhạc phẩm này anh đã suy nghĩ như thế nào, thưa nhạc sĩ Vũ Quốc Việt? Thực sự cái bài hát này là do không phải Việt chọn mà Bích Ly chọn và đề cử. Thì Việt thấy mới đầu cũng e ngại. Em hát thử cho anh nghe, thử nó ra làm sao. Thì rõ ràng khi hát mình cảm thấy rất là an tâm. Hôm nay không biết chấm như thế nào. Và hãy cho tôi là người khán giả được xem thật là thỏa thích trong đêm hôm nay. Cảm ơn anh. Ba giọng hát này quá tuyệt vời. Hồi nãy Huy Khang có nghĩ là giá mà cái đêm chung kết này cả 6 giọng hát trình diễn 6 tiết mục đơn luôn thì chắc là nhức nhối con tim như thế nào. Một tràng pháo tay cho Bích Ly. Dạ em cảm ơn. Thưa quý vị, hạnh phúc vốn dĩ là một điều giản đơn trong cuộc sống. Những cái nắm tay nồng ấm, những nụ hôn ngọt ngào khiến cho nhiều cô gái liên tưởng rằng tôi là người hạnh phúc nhất trong cuộc tình này. Để rồi một ngày nào đó, bất chợt bàng hoàng nhận ra anh ấy cũng đã trao nụ hôn ấy, một cái nắm tay khác cho một người con gái khác không phải là mình. Là người thứ ba sau cuộc tình, là một kẻ đứng sau hạnh phúc, chắc rằng đó là một sự đau đớn và tổn thương cùng cực. Có lẽ những tình nhân trẻ không bao giờ giỏi trong cái khoa yêu đương. Yêu một người thôi không đủ, cho nên mới gây đớn đau như vậy. Nhưng nếu họ yêu âm nhạc như tình nhân, họ sẽ phải biết mang lại tương lai cho người mình yêu. Chính tiếng hát của ông Vĩnh Quang và những chọn lựa về nhạc phẩm của bạn, những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ đã minh chứng rằng người tình của tất cả chúng ta, tình ca Việt Nam, không chỉ có những nhạc phẩm cũ, nó đang tiếp tục sinh sôi. Cảm ơn người tình Ôn Vĩnh Quang. Cảm ơn tiết mục cuối cùng của đêm hôm nay đã cho người tình của chúng ta, đã cho tình ca Việt Nam một tương lai của nhạc phẩm mới. Và bây giờ hãy thả hồn với những bản tình ca lãng mạn ấy và cùng chàng trai được mệnh danh rằng người hát tình ca, để đến với một sáng tác của Hamlet Trương, ca khúc Kẻ đứng sau hạnh phúc. Còn rời xa em,
anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trong đời. Anh chỉ là người đứng sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người. Dù tay anh cũng đã được cầm tay, cũng ngọt ngào chiếc hôn. Lòng anh xa lắm, câu nói trên môi ai quá ngọt ngào. Vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà anh đi ngõ ngách, anh luôn tin vào tình yêu. Một lối ra từ nơi u tối, rời vòng tay anh, em vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa em, anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trong đời. Lòng anh xa lắm, câu nói trên môi ai quá ngọt ngào. Vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà anh tin ngóc ngách, anh luôn tin vào tình yêu. Một lỗi ra từ nơi u tối. Còn rời xa em, anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trong đời. Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trong đời. Chúc mừng ông Vĩnh Quang, cảm ơn bạn guitar. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Người Đứng Sau Hạnh Phúc. Xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo sẽ dành những điểm số dành cho ca sĩ ông Vĩnh Quang. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được mời Trái Tim Thổn Thức sẽ chia sẻ đôi điều. Xin mời danh ca Ý Lan. Lại một lần nữa, tối nay con lại làm cho trái tim cô khóc. Cảm ơn con đã truyền tải một bài hát hoàn hảo cho tai nghe cô, cho cảm xúc cô, cho cả thân hình của cô. Cảm ơn con rất nhiều. Âm nhạc là thứ thật là tuyệt vời, phải không ạ? Và một trái tim lạnh lẽo đã đi qua rất nhiều bản tình ca và tất cả những sở trường sở đoạn của tất cả các thí sinh, tất cả các cuộc thi. Xin mời ý kiến của giám đốc âm nhạc Vũ Việt. Quang bắt đầu như trái chín muốn rụng xuống để tỏa hương âm nhạc cho mọi người nghe. Và bài hát vừa rồi cũng đã minh chứng cho điều đó. Quang rất chữ chạc và rất nhẹ nhàng, cứ từ từ mà hát, không quan tâm những điều xung quanh. Quan tâm nhất của Quang là được hát cái cảm xúc của mình. Cảm ơn ông Vĩnh Quang. Thế còn với nam ca sĩ Hồ Trung Dũng, lần này thì anh cũng rất là tập trung.
Em chọn bài rất thông minh, giai điệu rất dễ nghe, dễ vào lòng người, dễ chinh phục khán giả trẻ ở đây. Và cách xử lý của em cũng vậy, em đã chọn một guitar để đối lập với mọi người, thể khoe được những cái điểm hay nhất trong giọng hát của em. Và nó lộ ra được những cái xử lý rất là nhỏ khi mà em nói thì thầm để nó tương phản với phần sau. Em hát nó hơi hàn lâm hơn một chút. Em điều khiển guitar chứ em không để guitar điều khiển em. Đó là những cái bản lĩnh cộng thêm cái giọng hát của em. Anh không biết 3 năm trước thế nào, so với lần trước anh gặp em thôi là đã vững chãi hơn rồi. Cho nên là anh thấy tiến bộ rất là lớn, anh rất là thích. Chúng ta vừa mới thưởng thức tiết mục cuối cùng của đêm tinh hoa hội tụ. Thay mặt cho các nghệ sĩ tham gia chương trình, xin cảm ơn những nhận xét vô cùng tinh xảo từ những cặp mắt không dễ bị lung lạc. Xin chân thành và một tràng pháo tay đến với ban giám khảo. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quay trở lại sân khấu 3 gương mặt xuất sắc nhất trong đêm gala của Người Hát Tình Ca 2019. Xin mời Văn Hương, Bích Ly và Ông Vĩnh Quang. Thưa quý vị, ở khoảnh khắc này đi qua 11 tuần và bây giờ họ là 3 giọng hát còn trụ lại được. Thật đẹp khi mà mỗi người đại diện cho một thông điệp, một trường phái của tình ca Việt Nam. Dẫu thứ bậc nào đi nữa thì họ sẽ vẫn tiếp tục cùng quý vị khán thính giả yêu mến tình ca tại Việt Nam và ở khắp mọi nơi, đi tiếp trên một chặng đường dài của lịch sử tình ca Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của chúng tôi. Thưa quý vị, điểm số của ban giám khảo không có sự chênh lệch bao nhiêu, bởi vì hầu như là đều là những con số điểm rất cao. Điểm số của khán giả có một chút chênh lệch nhau một tí xíu giữa các thí sinh. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi xin công bố tổng điểm dành cho gương mặt ở vị trí thứ 3 với 36,1 điểm. Xin được chúc mừng. Tiểu Hồ Ly Bích Ly. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta chỉ còn trên sân khấu 2 gương mặt: Văn Hương, chàng trai của dòng nhạc dân ca, và Ôn Vĩnh Quang, chàng trai với những bản nhạc tình. Thưa quý vị, tổng điểm của cả hai chỉ chênh lệch nhau 0,1 điểm. Số điểm cao nhất 38,5 so với gương mặt ở vị trí thứ nhì 38,4. Chúng tôi xin được chúc mừng người đã giành được chiến thắng trong đêm nay. Đêm gala của Người Hát Tình Ca 2019 đã thuộc về nam ca sĩ Ôn Vĩnh Quang. Xin chúc mừng. Và điều này cũng có nghĩa là tiếng hát của dòng dân ca quê hương đã thuộc về vị trí thứ hai, tiếng hát Văn Hương. Xin chúc mừng các bạn. Và Nguyễn Khai xin trân trọng kính mời ba vị giám khảo, chúng ta cùng bước lên sân khấu để trao giải thưởng cho gương mặt đã giành chiến thắng trong đêm nay. Kính thưa quý vị, giải thưởng dành cho gương mặt chiến thắng của đêm gala trị giá 50 triệu đồng. Một lần nữa xin chúc mừng Ôn Vĩnh Quang, cảm ơn Bích Ly và cảm ơn Văn Hương. Kính thưa quý vị, chương trình Người Hát Tình Ca của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình này. Và chương trình Người Hát Tình Ca do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với M&T Picture thực hiện. Mùa giải 2019 đã khép lại. Chúng tôi rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong chương trình Người Hát Tình Ca 2020. Xin hẹn gặp lại mùa sau của Người Hát Tình Ca. Xin cảm ơn các thành viên ban giám khảo, nữ danh ca Ý Lan, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Một lần nữa, xin chào và gặp lại mùa sau.